Giờ thầy kiểm tra miệng nha. Ô, cọp kè sao em lại há miệng thế kia? Thầy vào kiểm tra miệng mà. Thôi em trả lời cho thầy câu hỏi như sau này. Trang phục truyền thống của dân tộc nào đẹp top 3 trong những trang phục đẹp nhất Việt Nam? Trang phục quỷ già xoa. Sai rồi em ạ. À. Đó là trang phục của dân tộc Thái chúng ta đấy. Trang phục quỷ già xoa đẹp hơn mà. Mất 20.000 kim cương mới lấy được đấy. Thế trang phục quỷ dạ xoa là của dân tộc nào? Trong game Free Fire ấy. Dân tộc nào mà chả dùng được. Ô, cọc kè bút của em đâu? Em quên. Thế đi cày cũng quên trâu à? Thầy buổi này người ta dùng máy cày hết rồi. Ở hôm nay là thầy quên mang sách. Cọc kè cho thầy mượn tí. Thế thầy ăn cơm cũng quên nuốt à? Phải biết giúp đỡ người khác. Đấy. Thầy ví dụ này. Vâng ạ. Giữa túi tiền với túi lọ nước thì em sẽ chọn túi nào? Túi tiền. Chúng ta phải chọn túi lọ nước em ạ. Tôi có lọ nước rồi. Thầy thiếu lọ nước thì thầy nhận đi. Thiếu cái gì thì nhận cả lấy thôi. Cọp kè, tại sao hôm qua em nghỉ học mà không xin phép thầy? Thế nghỉ cũng phải xin phép à? Em không nghe lời bác Hồ dạy à? Thế bác Hồ dạy lục lập tự do hạnh phúc còn gì? Tự do hạnh phúc như thế là sai à? À, hôm nay chúng ta học về chủ đề lịch sử nhá. Vâng ạ. À, năm 1975, nước Mỹ tấn công nước ta ở chỗ nào? Cổng chơi. Sai rồi em ạ, ở Điện Biên chúng ta đấy. Đấy, câu hỏi 2 là Điện Biên chúng ta phòng thủ ở chỗ nào là tốt nhất? Tháp đồng hồ này, xưởng cơ khí này. Tháp đồng hồ á? Thế em học ở chỗ nào? Trong phải phải ơi. Chúng ta bắt đầu bài mới nào. Trật tự nào các em? Lớp này chả khác gì cái chợ cả. Ô, cọp kè sao em lại mang hoa quả vào trong lớp thế? Hôm qua thầy bảo là cái lớp này như cái chợ mà.